anh phải nói ra để cho nhẹ lòng. Có lẽ ta chỉ có duyên gặp nhau. Em là người con gái anh đã yêu rất nhiều, chắc em cũng biết điều đó phải không? Sau bao sóng gió ta đã vượt qua, anh tưởng hạnh phúc đã đến với mình, anh tưởng không thể có gì đổi thay, nào ngờ cuộc sống không cho ta trọn vẹn ước mơ. Khi tình yêu không còn như xưa, con người cũng thay đổi cách nhìn, và giờ em nhìn anh chỉ là một người yêu cũ thôi sao? Anh là người thứ mấy trong danh sách những người em yêu? Em hãy nói thật đi, trong em anh ở vị trí bao nhiêu? Tầng dưới lên tầng trên.